chào quý khán giả của chương trình Đồng hành Hàn Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, ắt hẳn trong cuộc sống không ít lần chúng ta từng nghe qua tên gọi của những chứng nhận theo thông tin công bố của các nhà sản xuất, đơn vị hay doanh nghiệp. Tâm lý chung của người tiêu dùng là dành sự tin tưởng và ưu ái cho những sản phẩm dịch vụ có chứng nhận, mặc dù nhiều khi chúng ta chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những chứng nhận chất lượng này. Chương trình Đồng hành Hàn Việt ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý khán giả những thông tin thiết thực liên quan đến vấn đề như vừa nêu, thông qua một số những nội dung chính như sau. Chứng nhận chất lượng hiểu sao cho đúng, nhận biết chứng nhận chất lượng hàng hóa trên bao bì, thưởng thức ẩm thực truyền thống các vùng miền. Trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý khán giả cùng với Phương Trinh điểm qua một số tin tức mới diễn ra gần đây liên quan đến các doanh nghiệp. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 4 năm 2018 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước cả năm 2018 tăng 7,08% và là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, vượt xa mục tiêu 6,7% đề ra. Cũng theo báo cáo này, GDP quý 4 năm 2018 ước tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,65% và khu vực dịch vụ tăng 7,61%. Số liệu cho thấy tăng trưởng quý 4 năm 2018 thấp hơn tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm 2017, nhưng cao hơn tăng trưởng quý 4 các năm từ 2011 đến 2016. Xét về góc độ sử dụng GDP quý 4 năm 2018, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,51% so với cùng kỳ năm trước, tích lũy tài sản tăng 9,06%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10,69%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,5%. Cùng với tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện. Trong năm 2018, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, xấp xỉ mức bình quân 3 năm 2016 đến 2018 43,29% và cao hơn nhiều so với mức 33,58% của giai đoạn 2011 đến 2015. Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2018 và tình hình kinh tế với nhiều khả quan, ngành da giày túi xách Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 21,5 tỷ đô la trong năm 2019, tăng 10% so với năm 2018 và chiếm khoảng 9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Theo số liệu của Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu giày dép đạt 14,61 tỷ đô la, đóng góp chủ yếu cho kim ngạch xuất khẩu là khối doanh nghiệp có đầu tư trực tiếp nước ngoài với 13,97 tỷ đô la, chiếm 78,8%. Trong 19,5 tỷ đô la giá trị xuất khẩu mà ngành da giày thực hiện trong năm 2018, thị trường Hoa Kỳ đóng góp gần 6,5 tỷ đô la, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 36,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Với giá trị xuất khẩu này, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu giày dép, túi xách lớn nhất của Việt Nam. Để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ lớn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi từ nay đến cuối năm. Trong đó, nhiều đơn vị đã đăng ký giảm giá từ 5% đến 49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ Tết như nước giải khát, bánh kẹo, mứt, các loại thực phẩm. Các hệ thống điện máy cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi từ 5% đến 20% hay tặng quà hấp dẫn, nhất là đối với các loại đồ dùng như tivi, các loại bếp nấu, một số đồ dùng trang hoàng dịp Tết. Nhằm giảm tình trạng khan hàng tăng giá, các hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lượng hàng dự trữ để cung ứng thị trường Tết Kỷ Hợi 2019 từ 30% đến 35% so với tháng kinh doanh thường. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là 10.812,1 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường là 4.211,8 tỷ đồng. Theo thống kê, các kênh phân phối hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm 207 siêu thị, 43 trung tâm thương mại, 1.100 cửa hàng tiện lợi. Nhằm phục vụ người tiêu dùng tại các huyện ngoại thành, khu chế xuất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các đơn vị phân phối tăng cường thực hiện bán hàng lưu động từ nay đến Tết với bình quân 130 chuyến hàng mỗi tháng. Hiện tại đã bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm Tết, vì vậy nhiều hội chợ triển lãm cũng được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Cụ thể, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 1 năm 2019. Hội chợ có quy mô trên 62 gian hàng của các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hội chợ sẽ có các hoạt động hoạt náo hấp dẫn nhằm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, giải thích những thắc mắc và tiếp thu góp ý của người tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó có ý thức nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp đó, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 1 năm 2019, Hội chợ mua sắm Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của 300 doanh nghiệp với tổng số 700 gian hàng, trưng bày đa dạng, các mặt hàng như bánh kẹo mứt, nông sản sạch, trang trí nội thất, cây trồng, quần áo thời trang phụ kiện, hàng thủ công mỹ nghệ trang trí ngày Tết và nhiều mặt hàng khác. Chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Thông tư số 43 do Bộ Tài chính ban hành năm 2018 có một số thay đổi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp cần lưu ý. Theo đó, kể từ năm 2019, một số trường hợp không yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm như hồ sơ đề nghị cấp lần đầu, hồ sơ cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất kinh doanh hoặc thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không cần văn bản tài liệu chứng minh sự thay đổi đối với hồ sơ đề nghị cấp lại do thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh. Thay vào đó, cơ sở phải nộp thêm giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hoặc giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở. Đầu tư cơ sở hạ tầng, không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm đang là định hướng của không ít doanh nghiệp nội địa nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quảng cáo Dù Minh Thành, doanh nghiệp đang chiếm 75% thị phần ô dù quảng cáo trong nước. Bước qua năm 2019, đơn vị sẽ nghiên cứu và sản xuất thêm nhiều mẫu sản phẩm mới, đồng thời đổi mới quản lý kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện doanh nghiệp đang có các sản phẩm như dù thẳng, dù gấp ngược, dù xếp đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm mới này, ngoài các chương trình thiện nguyện nhằm san sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội được đơn vị tổ chức thường xuyên, mới đây doanh nghiệp đã khai trương một quán cà phê miễn phí nhằm tạo nơi giao lưu cho các doanh nhân và gây quỹ từ thiện để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với các nhà quản lý hay doanh nghiệp, những cụm từ như ISO, HACCP, HALAN, chứng nhận hợp quy, tiêu chuẩn chất lượng không còn quá xa lạ, bởi đây là những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hàng hóa vốn đã rất quen thuộc. Dù vậy, hầu hết người tiêu dùng chưa hiểu rõ chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì. Tôi không quan tâm đến những sản phẩm đó lắm vì tôi cũng chẳng hiểu rõ những cái sản phẩm đó là gì. Khi mà đi siêu thị thì tôi thường chọn mua những cái sản phẩm mà có tem mác đầy đủ, ngày sản xuất còn mới, hạn sử dụng còn lâu. Và hơn nữa là những cái sản phẩm mà tôi dùng thấy thích thì tôi tiếp tục sử dụng mà thôi. Dù có nhiều loại chứng nhận với tên gọi khác nhau, nhưng nhìn chung các chứng nhận chất lượng đều thực hiện nhằm xác nhận sự phù hợp của sản phẩm theo một số quy tắc, thủ tục, quy trình có sẵn và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận. Việc người tiêu dùng có kiến thức về các loại chứng nhận này sẽ tạo thuận lợi hơn khi mua hàng, đặc biệt là để phân biệt giữa hàng hóa chính hãng và sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Tại Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp có thể chứng nhận chất lượng hàng hóa thông qua hai hình thức, trong đó chứng nhận tự nguyện là hình thức doanh nghiệp tự nguyện đăng ký chứng nhận chất lượng hàng hóa, còn chứng nhận bắt buộc là hình thức cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện. Trong đó, TCVN là bộ tiêu chuẩn Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố với hệ thống ký hiệu là TCVN, tức tiêu chuẩn quốc gia, và TCCS, tức tiêu chuẩn cơ sở. Với bộ tiêu chuẩn này, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký và các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn này vẫn có thể kinh doanh bình thường. Trong khi đó, QCVN
tức là bộ tiêu chuẩn quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu đối tượng bắt buộc phải tuân thủ. Các mặt hàng được nêu trong bộ quy chuẩn này phải đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật, nếu không sẽ không được phép kinh doanh. Thời điểm cuối năm, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng trà trộn khá nhiều vào các địa điểm phân phối. Vì thế, việc người tiêu dùng và cả những tiểu thương nhỏ lẻ chủ động trang bị các kiến thức để phân biệt được hàng hóa chất lượng trên thị trường thông qua chứng nhận chất lượng được in trên bao bì cũng rất cần thiết. Như quý vị và các bạn vừa xem, có thể thấy rằng việc công bố những thông tin liên quan đến chất lượng của sản phẩm không đơn thuần chỉ là sự tự nguyện của doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, mà đôi khi ở một số mặt hàng hay sản phẩm, pháp luật bắt buộc doanh nghiệp phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Danh mục này gồm 44 nhóm hàng hóa, trong mỗi nhóm lại gồm nhiều mặt hàng cụ thể. Trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục bắt buộc công bố tiêu chuẩn chất lượng, doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục công bố sản phẩm hợp quy chuẩn kỹ thuật. Riêng thủ tục công bố hợp chuẩn thì doanh nghiệp có thể đăng ký thêm để tăng cường uy tín chứ không bắt buộc. Về cái tầm quan trọng của việc công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm hiện nay á, thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải công bố cái chất lượng sản phẩm của mình là an toàn đến người tiêu dùng cũng như là đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, công bố chất lượng sản phẩm sẽ có hai hình thức, đó là hình thức đăng ký bản công bố sản phẩm và hình thức thứ hai đó là hình thức tự công bố sản phẩm. Về cái chế tài mà đối với những doanh nghiệp mà không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường á, thứ nhất đó là về mặt quy định, họ có thể bị phạt tiền lên tới 100 triệu đồng. Thì tùy vào từng trường hợp cụ thể, ví dụ như doanh nghiệp mà không có bản đăng ký công bố hoặc không có bản tự công bố thì có thể bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp từ 1 đến 3 tháng, bắt thu hồi thực phẩm vi phạm quy định về cái không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong số các loại hàng hóa, thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ đầu năm 2017 trở đi, doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm có thể nộp bản tự công bố thực phẩm đến cơ quan có thẩm quyền là được, mà không cần phải chờ văn bản chấp thuận từ cơ quan nhà nước. Tự công bố sản phẩm thì cái ưu điểm hiện tại có thể mang lại cho doanh nghiệp là có phần tiết kiệm về thời gian. Vì sao? Vì doanh nghiệp chỉ cần xây dựng cái hồ sơ theo đúng hướng dẫn của quy định, và từ đó chúng ta có thể nộp lên cơ quan nhà nước mà không cần chờ sự xét duyệt, thì họ có thể là sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Và ưu điểm thứ hai là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tiết kiệm nằm ở đây là khi mà chúng ta không nộp hồ sơ lên chờ xét duyệt của cơ quan nhà nước thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái phần phí và lệ phí khi nộp hồ sơ. Về nhược điểm của tự công bố chất lượng sản phẩm á, thì điều đầu tiên là khi mà không có sự thẩm xét của cơ quan nhà nước thì doanh nghiệp sẽ tự xây dựng những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn mà theo quy định nhà nước đã ban hành. Tiếp theo đó là doanh nghiệp đôi khi nghĩ rằng cái hồ sơ tự công bố nộp đến cơ quan nhà nước là họ có thể tự chạy cái sản phẩm ra thị trường rồi. Nhưng doanh nghiệp vẫn còn bị cái phần hậu kiểm. Hậu kiểm ở đây là gì? Là đoàn thanh tra họ sẽ đến cơ sở của mình để kiểm tra các sản phẩm của mình có công bố sản phẩm không và những cái tiêu chí xây dựng có đúng cái quy chuẩn của pháp luật ban hành hay không. Nhiều người trong chúng ta hay nghe hoặc đọc được ở đâu đó cụm từ ISO đi kèm với những con số và nhầm tưởng đây là một chứng nhận về chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa chính xác. ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và tổ chức này đặt ra những bộ tiêu chuẩn nhằm để hướng dẫn cách xây dựng, vận hành và quản lý đối với doanh nghiệp hay tổ chức để đạt được hiệu quả cao. Có chứng nhận ISO có nghĩa là doanh nghiệp cho thấy rằng mọi hoạt động của mình đều trải qua khâu kiểm soát và chính vì thế cũng đồng nghĩa những cam kết về chất lượng của doanh nghiệp đáng tin cậy hơn. Hiện nay, theo phân loại bộ danh mục tiêu chuẩn ISO, có thể phân ra 7 nhóm tiêu chuẩn ISO trước khi áp dụng được các tiêu chuẩn ISO, cụ thể là ISO 22000, doanh nghiệp phải đạt được chứng nhận HACCP. Đây là hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên việc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn trong quá trình sản xuất thực phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn cho đối tượng tiêu dùng. Về tiêu chuẩn ISO thì là do tổ chức mang tên là ISO phát triển và ban hành. ISO là từ viết tắt của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất,
thương mại và thông tin. Hiện nay, bộ tiêu chuẩn này được phân ra thành nhiều loại cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Và hiện nay, phiên bản mới nhất là phiên bản ISO 9001-2015. Về HACCP là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Có nghĩa, HACCP là cái hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm. Về điểm khác biệt sơ bộ giữa ISO và HACCP thì có tiêu chí như sau. Về lĩnh vực và ngành nghề áp dụng thì ISO sẽ được áp dụng trong mọi ngành nghề trừ ngành công nghiệp chế tạo điện và điện tử. Còn HACCP thì chỉ áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm. Tiêu chí tiếp theo là về tính chất của các tiêu chuẩn ISO và HACCP. ISO thì thiên về cái hệ thống quản lý về chất lượng. Còn HACCP thì lại thiên về quản lý độ an toàn của thực phẩm trong quá trình sản xuất và chế biến. Chị Phương Trinh biết không, trong một số trường hợp có chứng nhận HACCP không thôi, vẫn chưa đủ để doanh nghiệp đưa sản phẩm vào một số quốc gia vì các đặc thù tôn giáo của những nước này. Vâng, đúng như Sao Mai vừa nói, ở các quốc gia Hồi giáo đó như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, dược phẩm, thực phẩm chức năng v.v. có chứng nhận Halal, nghĩa là xác nhận không chứa những chất cấm theo Sharia Islamia, tức là luật Hồi giáo, thì mới được cho phép tiêu thụ. Về chứng nhận Halal là quá trình xem xét đánh giá độc lập và khách quan của tổ chức cấp phép để xác định rằng những sản phẩm dịch vụ được đánh giá đó không có sử dụng các thành phần haram, đó là những cái chất cấm theo quy định của đạo Hồi. Thì như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa ISO, HACCP và Halal như sau. ISO thì thiên về việc quản lý chất lượng chung của toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, toàn bộ hoạt động hệ thống của công ty. Còn HACCP thì chỉ thiên về việc đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm. Và Halal thì chỉ xác nhận rằng sản phẩm đó không có thành phần cấm theo quy định của Hồi giáo. Thưa quý vị, bản thân Sao Mai từng dành nhiều sự ưu ái cho sản phẩm dịch vụ có các chứng nhận uy tín. Tuy vậy, Sao Mai phân vân không biết rằng chúng ta làm sao để chắc chắn được những chứng nhận do nhà sản xuất hay doanh nghiệp công bố là đúng sự thật. Vâng, đó cũng là ý kiến thắc mắc của không ít khán giả gửi email về cho hộp thư điện tử bbt.donghanhhangviet@gmail.com. Và để giải đáp thắc mắc này, xin mời Sao Mai cùng với khán giả chúng ta đến với thông tin ngay sau đây. Để các hộ gia đình có thể đón Tết sum vầy và an toàn, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau. Trước tiên, mọi người nên chọn mua sản phẩm ở những nơi uy tín như siêu thị, các điểm bán lẻ sản phẩm mà đã có thương hiệu. Thứ hai, mọi người nên chọn mua các sản phẩm có bao bì, nhãn mác rõ ràng, thông tin đầy đủ. Không nên chọn những sản phẩm thực phẩm có bao bì lem nhem, chữ viết nhập nhà, nhìn không rõ ràng. Tiếp theo nữa là nên kiểm tra cảm quan bề ngoài của sản phẩm như màu sắc, mùi hương, hình dạng và cách bao gói của sản phẩm. Việc kiểm tra này sẽ giúp loại bỏ được những cái sản phẩm ôi thiêu và hỏng mốc. Thứ tư, việc kiểm tra số công bố trên sản phẩm thực phẩm. Vì việc này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những sản phẩm không có số công bố hoặc có số công bố nhưng nằm trong diện nghi ngờ. Tiếp theo nữa là chúng ta nên kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì của sản phẩm nhằm để loại bỏ được những sản phẩm đã hết hạn, đem về sử dụng sẽ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số thông tin được tổng hợp trong thời gian gần đây có liên quan đến chứng nhận chất lượng của doanh nghiệp. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả cùng đến với một số thông tin ngắn về thị trường tiêu dùng. Tại Việt Nam, việc kiểm tra chứng nhận chất lượng hàng hóa được in trên bao bì trước khi mua sắm chưa nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Trong khi đây cũng là một phương thức giúp người tiêu dùng loại bỏ được phần nào số hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Tùy theo từng mặt hàng và thị trường phân phối sản phẩm là trong nước hay quốc tế, các doanh nghiệp sẽ có những chứng nhận chất lượng khác nhau như TCVN, tiêu chuẩn Việt Nam, QCVN, quy chuẩn Việt Nam, ISO, Việt Gap, Global Gap, HACCP. Việc sử dụng biểu tượng của tổ chức chứng nhận và dấu hiệu chứng nhận sẽ thể hiện uy tín và năng lực của tổ chức chứng nhận và là bằng chứng khách quan thể hiện tổ chức được đánh giá đã được chứng nhận phù hợp. Với mặt hàng dệt may, sản phẩm trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường phải được công bố hợp quy, quy chuẩn về formaldehyde và amin thơm. Theo thông tư số 21 do Bộ Công Thương ban hành năm 2017,
Mức giới hạn hàm lượng formaldehyde của sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam không được vượt quá 30mg trên mỗi kg. Đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi, 75mg trên mỗi kg đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da và 300mg trên mỗi kg đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da. Ngoài ra, giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg trên mỗi kg. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn này sẽ được phép dán nhãn QCVN. Trong khi đó, với mặt hàng thực phẩm, bao bì sử dụng cho các sản phẩm này cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tùy thuộc vào chất lượng sử dụng như làm bao bì như cao su, nhựa tổng hợp, kim loại, gốm sứ sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Cho nên bao bì sản phẩm hiện nay thì tùy vào từng cái loại sản phẩm khác nhau thì người ta sẽ sử dụng loại bao bì khác nhau. Và ví dụ như là đối với cái loại sản phẩm thực phẩm dạng lỏng nhạt, bia rượu, nước giải khát, nước mắm hôm nay họ dùng chai thủy tinh. Thứ hai là đối với những cái loại gì thực phẩm khô thì có thể họ dùng ví dụ như bao bì nhựa thì bao bì giấy, rồi thì một số cái nữa thì có thể là lá cây, rồi thì cói, rồi thì hộp gỗ vân vân. Tùy thuộc vào mỗi loại bao bì thì người ta sẽ dùng những cái cho những cái loại sản phẩm khác nhau cho phù hợp, nhưng nói chung là nó phải đảm bảo an toàn thực phẩm để làm sao cho cái khi tay người sử dụng thì nó vẫn dần tươi nguyên, vẫn giữ được cái sản phẩm cho như ban đầu người ta đưa ra. Ngoài ra, theo Nghị định số 15 do Chính phủ ban hành năm 2018, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng nếu không đạt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP sẽ không được tiếp tục sản xuất kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Việc bao bì sản phẩm có logo GMP cũng là một trong những phương pháp giúp người tiêu dùng phân biệt hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng. Để đảm bảo sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng, người tiêu dùng có thể kiểm tra logo hoặc số chứng nhận in trên bao bì bằng cách truy cập vào trang web của cơ quan có thẩm quyền. Tuy việc làm này sẽ làm việc mua sắm tốn nhiều thời gian hơn, song đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời đây cũng là phương thức giúp người tiêu dùng phát hiện hàng giả, hàng nhái để hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. Xu hướng sử dụng sản phẩm sạch, hỗ trợ nâng cao sức khỏe đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Đây là lý do nhiều sản phẩm mới được các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển. Điển hình như dòng sản phẩm nước uống Ion Kiềm của Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương. Là loại nước điện giải được tạo ra trong quá trình điện phân. Các phân tử nước sẽ được phân tán và tái kết lại thành những cụm phân tử nước cực nhỏ, dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể. Đây là loại nước có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau như uống, nấu ăn, làm đẹp. Loại nước này giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe, loại bỏ các gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể và đặc biệt là giúp cải thiện các bệnh đường ruột và dạ dày. Để sản xuất ra loại nước uống này, Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ điện giải của Mỹ, nâng độ pH lên 9,5 mà không sử dụng hóa chất. Đối với công việc của tôi thì áp lực rất là nhiều. Đó cho nên tôi thường hay là ăn các thức ăn nhanh như là chiên, xào. Cho nên thường thường cái dạ dày tôi rất là khó chịu, nên hay ở chua này. Thì khi mà tôi trải nghiệm xong cái 2 tháng là nước Ion này thì không còn cái trạng thái đó xảy ra nữa. Thì đi tìm hiểu thì tôi thấy rằng là cái nước Ion Kiềm này á, là cái pH của nó 8,5 đến 9,5 thì nó sẽ là trung hòa được cái sự axit dư thừa trong đó, thì nó sẽ đảm bảo về cái bao tử cho mình và cái hệ tiêu hóa cho mình. Hiện tại loại nước uống Ion do Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương sản xuất có nhiều kích thước khác nhau như chai 330ml, 450ml và bình 19 lít đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đĩa nhút, quả cà mang đậm vị hương quê.
con ruốc con tôm cũng mặn mòi xứ sở. Chỉ một lần thôi mà để thương, để nhớ. Những món ăn của người dân xứ Nghệ rất đổi bình dị đã nhẹ nhàng đi vào thơ ca, vào lòng người như thế bởi chính những gì đơn sơ dân dã nhất. Cũng chính vì thế, những nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn truyền thống trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn hiện nay vẫn lựa chọn nguyên liệu được nuôi trồng tại địa phương. Theo nhà hàng ẩm thực Sen Quê, để có những món ăn mang đúng hương vị xưa phục vụ thực khách, cá sẽ được đánh bắt trên sông Lam, bò, gà được nuôi tại trang trại của Sen Quê. Không chỉ phục vụ các món ăn truyền thống, đội ngũ đầu bếp của nhà hàng còn thường xuyên nghiên cứu các món ăn mới như bò sốt tiêu đen, canh măng cua đồng, giúp thực khách có thêm nhiều lựa chọn. Với diện tích 3.000 hecta, nhà hàng có nhiều khu vực ăn uống, có sức chứa từ 10 đến vài trăm khách, nên thích hợp cho cả những gia đình, nhóm bạn, doanh nghiệp hoặc đoàn khách du lịch. Di chuyển vào phía Nam, một trong số những địa phương có nền ẩm thực phong phú với nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn, có thể kể đến là Hội An, nơi ghi dấu trong lòng thực khách với hàng loạt món ngon như mì Quảng, cao lầu, cơm gà, bánh đập hến xào. Một trong những không gian mang đậm phong cách Hội An xưa chuyên phục vụ các món ăn truyền thống này có thể kể đến như nhà hàng Golden Light nằm ngay trung tâm của phố cổ. Nhà hàng Golden Light Hội An nằm ngay cửa ngõ đi vào trung tâm phố cổ. Vị trí rất là thuận tiện cho giao thông và đặc biệt là nhà hàng Golden Light Hội An luôn muốn đem lại những cho những du khách khi tham quan phố cổ được thưởng thức những món đặc sản tại nơi đây, ví dụ như là món mì Quảng, cao lầu, cơm gà. Đội ngũ đầu bếp được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong chế biến các món ăn truyền thống của Việt Nam tại nhà hàng này cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp thực khách được thưởng thức những món ăn ngon theo đúng hương vị của người xứ Quảng xưa nay. Bên cạnh đó, với diện tích rộng rãi, thoáng mát, nhà hàng này cũng thích hợp để tổ chức tiệc doanh nghiệp hoặc phục vụ các đoàn khách du lịch lên tới vài trăm người. Ngoài hình thức chọn món riêng lẻ, nhà hàng cũng có thực đơn riêng dành cho khách đoàn. Thưa quý vị và các bạn, không có gì quá ngạc nhiên khi những giải thưởng hay chứng nhận có uy tín là bệ phóng cho tên tuổi của doanh nghiệp. Thế nhưng, với đà phát triển của nền kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật hiện nay, thì để có thể giữ vững cũng như phát huy những gì đã đạt được, doanh nghiệp không thể ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục lắng nghe thêm được nhiều ý kiến từ khán giả xem đài thông qua email bbt.donghanhhangviet@gmail.com hoặc số điện thoại 028-2200-2714 và 2200-2816. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các khán giả dành cho chương trình trong suốt thời gian qua. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Những video đã phát sóng của chương trình sẽ được đăng tải trên kênh YouTube của chương trình Đồng hành Hàng Việt, website truyenthonglongviet.com và đồnghanhhangviet.com. Còn bây giờ, xin kính chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.